không? À, mè hụt mũi đấy, mà con rướng vào đâu cái cặp mày. Hụt chương đi. Không phải đơn giản đâu. Dùng lên nào mà tìm mùa chim dùng nghe là nồi cỏ lên trước con tiểu rù mến này lên ngồi cả buổi trưa trong quế mến lên bảo dùng bữa dùng cả trưa này là bữa quế đó. Ê kia mà